Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì tiếp tục ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với anh em về con app Awin68 anh em nhé. Đấy, thì nó đang là một con app đổi thưởng rất chi là hot và uy tín trên thị trường hiện nay. Nạp rút nói chung là rất chi ok anh em ạ, nhanh gọn đấy. Thì hôm nay mình lại tiếp tục vào đây chơi game và review cái con game tài xỉu này anh em nhé. Đấy, rồi ok. Thì để xem nào. Rồi vào phát thì mình cứ bên tài mình đánh anh em ạ. Tài xong đến xỉu anh em nhé. Thì mong sao là nó sẽ ra tài tiếng này, tiếng đầu tiên. Rồi xem nào, có hút không. Tài đi. Ui giời anh em ạ. Đấy, vào phát hút luôn. Khả năng hôm nay vận may đỏ rồi. Rồi thì phát này đánh xỉu anh em ạ. Đánh theo cầu nhảy. Nói là theo cầu nhảy nhưng mà mình nhìn vào cái vị xúc sắc thì mình cũng kết về vị đánh xỉu hơn. Đấy, thì để xem nó có ra xỉu không nhá. Xỉu đi. Chính xác không? Không, được rồi. 355. Quẳng luôn. Hai tay hòa nhậm. Chắc phải theo tay đặt rồi. Rồi. Đấy, thì vốn hôm nay có 6 củ anh em ạ, vào đây chơi. Xem có ra cổ bẹt không. Cố gắng kiếm lấy ngày công 5-700k là nghỉ là ok rồi. Chả có thì kiếm lấy 2-300, kiếm lấy cái thẻ cào là cũng ok nhá. Vẫn là tài anh em ơi, đang bẹt cầu tài anh em nhá. Rồi, anh em nhìn vị xúc sắc này, quả này mình sẽ đánh xỉu cho anh em xem. Đấy, lại được 200k rồi, phát này lại đánh xỉu 200k. Mạng của mình đang bị yếu tí anh em thông cảm. Rồi. Thì link tải game con này mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận, anh em có thể tải về chơi và trải nghiệm cái con game này anh em nhé. Đấy. Nào, rồi ok, xỉu luôn đấy anh em ạ. Chính xác chưa? Đấy. Rồi, thì phát này lại đánh tài anh em ạ. Đấy, làm 5 lít rồi. Ok, phát này đánh lẻ à, đánh tài 2 lít. Nói chung là đỏ thì nhanh húp anh em ạ. Đèn thì cũng húp nhanh. Tài đi. Không được rồi, 9 anh em ạ, mình nghĩ là nó lên. Nếu mà lên 3-4-4 hoặc 2-3-4 thì là 9 xỉu. Rồi, lại quay sang đánh xỉu anh em ạ. Vẫn đang được 80k thì đánh phát này đánh 2,5 lít. 1 là 9, 2 là 7. Không được. Rồi, bẻ luôn anh em ạ. Đấy. Rồi, lại quay về số gốc ban đầu. Nói chung là vận may nó mà đến thì cũng rất chi là nhanh anh em nhé. Rồi, phát này đánh 5 lít, chốt lãi luôn anh em ạ. Bẹt tài. Hy vọng là nó sẽ không phải đi cầu 3211 mà nó sẽ đi cầu 323. Phát này mà ra phát tài phát là chốt lãi nghỉ luôn anh em ạ. Hy vọng là 323 anh em nhá. Rồi ok. Đúng 323 anh em ạ. 14 điểm. Thế rồi, làm 5 lít rồi anh em ạ. Thế thôi, mình cứ gọi là khi cầu đẹp thì chốt lãi luôn anh em ạ. Đấy. Tùy theo anh em vốn to thì anh em chốt to, vốn nhỏ chốt nhỏ nhá. Đấy, và chơi thì phải nên biết điểm dừng, không nên ăn tham quá anh em ạ. Đấy, nhưng mình chỉ cần làm 5 lít thôi là nghỉ rồi. Là ok anh em ạ. Cứ mỗi ngày vào đây chơi giải trí dăm 3 phút thôi. Mình vẫn cứ để cái số 4 nhiều thì là chơi nó tự tin anh em ạ. Ví dụ là thua tay này tay sau có thể mình đánh gấp tiếp lên là mình gỡ được. Đấy thì sẽ không mà thua anh em nhá. Đấy, rồi. Chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau anh em nhá.